nay công ty cổ phần DTB sẽ hướng dẫn cho anh chị cách nạp mật tên 2385. Đầu tiên thì mình gỡ nắp ra. Bước tiếp theo thì anh chị gỡ ba ngóc. Sau đó anh chị sẽ gỡ hai bên má này ra. Anh chị gỡ nhông ra. Sau khi anh chị gỡ nhông ra rồi, anh chị lấy khóe. Lưu ý là khi anh chị lấy khóe ra thì một tay anh chị dịnh rồi một tay dùng tu vít dẹp để nạ nhẹ cái khóe ra. Sau khi chị đại khóe xong rồi thì chúng ta bước tiếp theo là gỡ ốc phía bên tay phải. Và ở đây có một cái ngàm, anh chị dùng vít dẹp đẩy nhẹ ra. Và sau đó anh chị sẽ lấy từ ra. Sau khi anh chị lấy từ ra xong rồi thì anh chị sẽ vệ sinh gạt nhỏ thật là kỹ. Trước khi vệ sinh gạt nhỏ thì anh chị sẽ hút bụi cái phần trục lông trong ra đây ra cho sạch. Anh chị lưu ý, sau khi anh chị tháo gạt nhỏ ra rồi thì dưới gạt nhỏ sẽ có một lớp mút rất là dễ bị xì mực. Sau khi tháo gạt nhỏ rồi, mình vệ sinh gạt nhỏ trên lưỡi gạt. Tại vì đã qua sử dụng một lần rồi thì mực sẽ bám trên lưỡi gạt. Các anh chị sẽ phải vệ sinh này thật là kỹ. Sau khi anh chị vệ sinh xong thì anh chị tiến hành nạp mực. Bên công ty cổ phần DTB thì có mực IM72S để dùng nạp cho tên 2385. Trên chai mực của công ty cổ phần DTB thì có siêu để dành chống hút ẩm mực, và trên siêu đó thì có logo Inmax. Anh chị đổ mực xong rồi thì anh chị tiến hành gắn gạt nhỏ vào.
anh chị gắn từ. Thì trên cái từ này anh chị có thể dùng vải mềm hoặc là bông gòn khô để lao đi. Anh chị gắn má phải vào. Sau đó anh chị gắn khoen vào. Lưu ý là gắn khoen vào một tay anh chị vịn vào, một tay anh chị dùng kìm để bóp vào. Anh chị tiến hành gắn nhông vào. Anh chị lưu ý là chữ D này là nhông reset, anh chị phải hướng lên trên. Và đây cũng vậy, đây là nhông reset. Thì anh chị sẽ đặt ở vị trí này. Sau đó anh chị gắn nó vào. Sau đó anh chị tiến hành bắt ốc vào. Và như vậy là anh chị đã hoàn thành xong hộp mực TN2385. Công ty cổ phần DTB sẽ hướng dẫn cho anh chị cách thay rum của cụm rum DR2385. Thì đầu tiên các anh chị nhìn thấy hai bên đều có khoen hết. Anh chị tháo khoen bên nhông ra. Một tay anh chị giữ, một tay dùng tu vít dẹp đẩy nhẹ ra. Sau khi tháo khoen xong rồi, anh chị kéo hẳn về một phía. Anh chị lấy rum ra. Các anh chị lưu ý là khi đúc cốt rum vào thì anh chị đúc vào từ phía của tiếp mát. Anh chị gắn nắp rum vào. Sau đó anh chị gắn cốt rum vào. Chị gắn khoen vào cũng vậy, một tay vịn và một tay lấy kìm bóp vào. Vậy là anh chị đã xong phần khai rum của cụm rum DR2385. Cảm ơn anh chị đã xem video và sử dụng mật in-in-max của công ty cổ phần DTB.